Ngày mới tốt đẹp, mến chào mọi người và các bạn. Hôm nay mình muốn mời mọi người và các bạn cùng đi chùa với mình nhé. Mình muốn giới thiệu cho các bạn một ngôi chùa khá nổi tiếng và linh thiêng ở Đồng Nai. Ngôi chùa này có hai kỷ lục được ghi vào sách UNESCO của Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lên chùa mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể xuôi theo quốc lộ 51 thẳng vào đường Võ Nguyên Giáp. Chạy một đoạn thấy bên phải có cổng chào khu công nghiệp Trang Điền, chúng ta vẹo vào. Khi thấy khu đô thị Suối Sơn hoặc tính từ khu du lịch thác Trang Điền, chúng ta chạy hơn 1 km, thấy cổng chào Vina City là khu đô thị, chúng ta vẹo vào. Vẹo vào khu đô thị vài trăm mét, xa xa chúng ta thấy thấp thoáng một tượng Phật Quan Âm màu trắng dần dần hiện ra, bao bọc bởi xung quanh những hàng liễu rủ bóng xanh thẳm cao vút. Đi vào con đường này là chúng ta đã đi vào khuôn viên chùa. Như các bạn thấy, có rất nhiều tượng Quan Âm Bồ Tát tứ diện được đặt dọc theo lối đi này. Và con đường này có tên là đường Quan Âm. Chùa có nhiều cổng, chúng ta đi vào cổng phụ ở phía sau vì cổng chính thường đóng. Đây trước mặt chúng ta là ngôi viên giác thiền tự, thường được gọi với cái tên gần gũi thân thương là chùa Đèn Cầy. Tại sao lại có tên là chùa Đèn Cầy? Mình sẽ đi vào chùa ghi lại những công trình kiến trúc độc đáo, những Phật cảnh xung quanh và giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về cái tên là chùa Đèn Cầy nhé. Ở đây có mấy câu thơ mình đọc cho các bạn nghe nha. Nghe lời chân thật để vào tai, thiên kinh vạn luận nhớ đừng sai, định huệ đừng bao giờ sao lãng, nẻo về bến giác ở ngay đây. Giữa nắng sớm đó hoa nào bừng nở, nhuộm trang đời xanh thẳm những vần thơ. Nguồn suối mát hôm xanh tình vạn hữu, hoa vu vu sông ngát cả đôi bờ. Trong chùa chúng ta thường thấy có đặt những tượng vị La Hán. Đây là hình tướng của 18 vị La Hán với hình tướng và ý nghĩa khác nhau, là những vị đệ tử của Đức Phật tinh tấn tu hành đã chứng đắc quả vị cao nhất và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây các bạn thấy có một chữ là cái bia đá rất là lớn, như chữ Phật Tâm. Đó, Phật Tâm. Bia bên đây là ghi chữ Nhẫn. Và ở dưới đây là đã về đã tới bây giờ ở đây. Chùa rất là rộng. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát hãy mở đại bi tâm. Sáng sớm mà các bạn nghe tiếng ve nó kêu không? Ve nó kêu, hôm nay trời cũng tới mùa hè rồi nên ve nó kêu rất là nhiều nè. Bước vào chùa mình thấy như an lạc, thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh tản lắm rồi. Đây là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đã đản sanh. Theo kinh sách ghi lại, Đức Phật đản sanh vào một ngày trăng tròn tháng Vê Sát theo lịch cuốn độ. Mẹ là hoàng hậu Maya. Khi gần đến ngày lâm bồn, bà đã xin đức vua cha đi về quê. Trên đường đi qua một cánh rừng tại vườn Lâm Kỳ Ninh, hoàng hậu đã sanh thái tử tại đây và đặt tên là Tất Đạt Đa.
đây là vườn Lộc Uyển. Khi Đức Phật đắc đạo, Ngài đã quay về nơi đây. Tại vườn Lộc Uyển này, Đức Phật đã thuyết pháp những bài pháp đầu tiên cho 5 người đệ tử của mình, là 5 anh em nhà Trần Kiều Như, gồm A Nhã, Kiều Trần Như, Kiều Trần Nga, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Nghi và Kiều Trần Na. Và những vị này là những vị đã gia nhập tăng đoàn với pháp lạc cao nhất. Đây là Bồ Đề Đạo Tràng. Trong cuộc đời tu tập và hành đạo của Đức Phật trải qua 4 giai đoạn quan trọng, còn gọi là tứ động tâm. Bồ Đề Đạo Tràng là một giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật. Năm 528 trước công nguyên, một vị sa môn trẻ tuổi, sau những tháng ngày tầm sư học đạo, chịu mọi khổ hạnh nơi rừng già, Ngài đã tìm đến khu rừng nhỏ Uruvela bên dòng sông Nerasara, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đã ngồi thiền định 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Mặc dù bị ma quân thế lực đen tối quấy phá, nhưng với ý chí tinh thần mãnh liệt, Ngài đã chứng đắc quả vị cao nhất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Đức Phật thành đạo chính là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử văn minh nhân loại. Đức Phật đã chiến thắng ma quân, Ngài đã mở ra cánh cửa bất tử cho tất cả chúng sanh và chứng minh mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ và giải thoát. Đây là Đài Quan Âm. Mọi Phật tử du khách đến chùa đều đến đây cầu nguyện và viếng bái Bồ Tát Quan Âm rất là linh thiêng. Và mình muốn nói rõ hơn về sự hình thành ngôi chùa này và tại sao có tên gọi là chùa Đèn Cầy. Thầy Thích Giác Hiếu, chủ trì ngôi Già Lam này, chia sẻ: mới lên 9 tuổi, thầy được gia đình gửi vào chùa để tu học. Đến năm 19 tuổi thì xuất gia. Năm 25 tuổi thầy được thọ giới tỳ kheo tại Tổ đình Giác Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Với một tâm hồn thanh tịnh, luôn hướng về Phật Pháp, lại thích gần gũi với thiên nhiên cỏ cây, thầy quyết định rời thành phố, nói bước hòa thượng bổn sư Thích Minh Nghĩa, dừng chân tại một khu đồi hoang vắng gần thắng cảnh Thác Giang Điền. Sớm hôm, ngày đêm tu tập ngân nga kinh kệ trong ngôi Già Lam thiền viện toàn giác. Khi duyên tròn quả đủ, thầy đã bắt tay vào khai khẩn đất đai gần khu vực thiền viện toàn giác để thành lập một thiền thất nhỏ và đặt tên là Thiền Thất Viên Giác, hiện nay là Viên Giác Thiền Tự. Khi làm Phật sự gì, thầy đều cầu nguyện Mẹ Quan Âm gia hộ và Như Linh ứng. Sau đó Phật sự được thành công viên mãn. Từ đó hàng tháng vào chiều 18 rạng sáng 19 âm lịch, cũng là ngày Vía Quan Âm, cũng như các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Vía Quan Âm Bồ Tát, ngoài việc thuyết giảng, thực hiện các nghi lễ của Phật giáo thì thầy còn tổ chức lễ rước đèn hoa đăng. Khi ấy, các hàng Phật tử mỗi người đều cầm trên tay một cây đèn cầy được thắp sáng đồng loạt, tập trung trước chánh điện để nghe thuyết giảng Phật Pháp. Sau đó tất cả mọi người đi một vòng quanh khuôn viên chùa và chánh điện để tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cầu siêu độ cho người đã khuất, cầu an lạc cho mình, cho gia đình và mọi người. Các Phật tử đi thiền hành xung quanh nơi dòng sông nhỏ này và sau đó tập trung thả đèn dưới dòng sông này. Hàng ngàn ngôi đèn được thắp lên và thả dưới dòng sông dày đặc đã tạo lên một khung cảnh vô cùng lung linh huyền bí. Cũng có thể từ đó các Phật tử đặt cho tên chùa là chùa Đèn Cầy, mà ít khi gọi là Viên Giác Thiền Tự. Nói đến chùa Đèn Cầy thì nhiều người biết, còn nói đến Viên Giác Thiền Tự thì có người biết người không. Đây là Quan Âm Cát, nơi để các Phật tử thả đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng có ý nghĩa là đèn hoa thắp sáng và được thả vào dòng sông nhằm mục đích tôn vinh giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn, nhằm cầu bình an, an lạc cho mọi người. Chùa Đèn Cầy trải qua một thời gian nhiều thăng trầm biến đổi, nhiều năm để trùng tu xây dựng lại, cho đến hôm nay đã hoàn thành được ngôi chánh điện với dáng vẻ uy nghiêm,
mang phong cách của những ngôi thiền tự thời Lý Trần. Đi kèm với chánh điện là một số công trình văn hóa tâm linh nổi bật, ấn tượng nhất nhì Đông Nam Á. Chùa bao gồm hai khu vực, nội viện và ngoại viện. Khu nội viện có diện tích 2 hectare bao gồm chánh điện và các khu tăng xá thiền thất. Khu ngoại viện 3 hectare bao gồm các công trình lớn như Lâm Viên Đại Bi Chú, giảng đường Thiện Tường có diện tích 6.500m², chiều dài 80m, chiều ngang 80m, gồm có 3 tầng. Phía trước cổng chính chúng ta thấy có một tượng Phật Di Lặc màu trắng rất lớn. Phật Di Lặc là hình tướng của một vị Phật tương lai sẽ xuất hiện vào cõi Ta Bà chúng ta để giáo hóa cứu độ cho mọi người thoát đau khổ, tìm đến niềm an lạc. Phật Di Lặc luôn nở nụ cười trên môi, tượng trưng cho niềm hạnh phúc và an lạc của mỗi chúng sanh. Và trước mặt chúng ta là Lâm Viên Đại Bi Chú với 84 tôn tượng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong cảnh giới Đại Bi Chú trang nghiêm và thanh tịnh. Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng của người mẹ với tình thương bao la vô bờ bến. Ngài được người đời tôn kính bởi hạnh nguyện từ bi bác ái, sẵn sàng ra tay cứu khổ chúng sanh không mệt mỏi. Quan Thế Âm có nghĩa là quan sát âm thanh, lắng nghe. Nơi nào có chúng sanh đau khổ cầu cứu thì Ngài sẽ hiện thân cứu độ rất tự tại, nên cũng được gọi là Quan Thế Âm tự tại. Đây là Lạc Viên Cảnh A Di Đà với 48 hóa thân Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Tên của Ngài có ba nghĩa. Vô Lượng Quang có nghĩa là hào quang trí tuệ của Ngài chiếu sáng khắp cả thế giới. Vô Lượng Thọ là thọ mạng của Ngài sống lâu không kể. Vô Lượng Công Đức là công đức của Ngài không ai đo lường được. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh. Nếu tinh tấn niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phía sau tượng Phật A Di Đà có nơi đặt cho cốt của gia đình Phật tử đã cúng dường xây tôn tượng Phật A Di Đà. Đây trước mặt chúng ta là một công trình ấn tượng nổi bật bậc nhất. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tứ diện ngũ phương được điêu khắc trên đá hoa cương nguyên khối màu trắng với chiều cao là 19m, nặng 480 tấn, đã được ghi vào sách kỷ lục UNESCO của Việt Nam. Đây là những trụ cột mô phỏng theo thời vua A Dục. Và tiếp theo là một công trình cũng rất ấn tượng, đó là công trình khắc kinh trên đá với những khối đá nặng hàng trăm tấn, ít nơi nào có được. Chúng ta đang quan sát khối đá này được khắc kinh Phổ Môn Phẩm 25 trong bộ kinh Pháp Hoa. Đây là Đông Thiên Đệ Nhất Trụ, được xây dựng mô phỏng theo chùa Một Cột ở ngoài Bắc. Phía trên có thờ Phật, phía dưới là một hồ nước, có những hình tướng chú cá chép đang nghe kinh, rất là đặc sắc.
Đây là cổng tam quan đi vào chánh điện. Trên mình thấy có ghi là viên giác thiền tự. Lối vào chánh điện trên trần được treo nhiều lồng đèn và được ghi nhiều danh hiệu Phật. Hai bên vách là những phù điêu của Phật Dược Sư màu vàng. Và đây là chuông gia trì được đúc bằng đồng, nặng 1 tấn 2. Đây là quả chuông lớn và cũng được ghi vào sách kỷ lục Guinness của Việt Nam. À, con đi học ô túc hả? À, con ở đây 1 năm tới giờ luôn. À, nhỏ quá để đi làm Phật sự ra phụ trong chùa vậy hả? Quê con ở đâu? Dạ, quê con ở Long An. Quê Long An hả? Ừ. Rồi, gia đình ba mẹ cũng cho lên đây mà tu học mà. Tại vì con qua đây học thiền đó. Khi mà con bị Covid xong á thì bị ảnh hưởng Covid ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của con học thiền mà nó ổn định mà chữa lành mà. Rồi việc học học chữ con thì sao chứ quê tạm ngưng rồi, sao lại học lại rồi? Dạ, bây giờ con qua ngày con muốn học chứ số bộ học bổ túc lại. À, xin học bổ túc lại. Con học lớp mấy rồi? Chắc con học con bổ túc lại là học từ đầu đến học là cấp 2 luôn hả? Cảm ơn con, cố gắng làm là thành ngày tốt công việc đi cũng là phước lớp đó. Cảm ơn con. Con bé này con quan trọng luôn hả? Ở đây luôn hả? Dạ, tuổi tiểu. Tiểu là tu ở đây rồi. Lễ tóc như vậy là biết tu ở đây rồi. Con tu ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Từ nhỏ đến lớn lâu hả? À, con có giờ là nhỏ. À. Chánh điện có 3 vị Phật. Đây là Phật A-di-đà. Trên tay là có một đóa sen. Phật A-di-đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Hay niệm danh hiệu Ngài Tinh Tấn thì Ngài sẽ cứu độ vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Chính giữa là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là giáo chủ cõi Ta Bà chúng ta. Người đã tìm ra con đường và tu hành đắc đạo để giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm, được trở về bản tâm thanh tịnh, an vui, an lạc của mình. Đây là Phật Dược Sư, trên tay có bình lưu ly. Phật Dược Sư là giáo chủ của phương Đông. Nếu ai thường xuyên niệm danh hiệu Ngài Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc đọc kinh Dược Sư thì Ngài sẽ tiếp dẫn giúp người đó không bệnh tật, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây là hội trường để thầy thuyết giảng cho Phật tử tu học, cũng như là những ngày lễ, ngày vía và những buổi biểu diễn văn nghệ sẽ tổ chức nơi đây. Có một cái tượng của vị La Hán nè, giơ tay lên chống, giống như chống đỡ một cái nhành cây.
cái này cái nhành cây này nó sẽ xum xê, cái này cái cây cây này cây đầu tiên hay gì á đó. Đó có trái cái tàn nó ve ra ve ra, vị la hán này giơ tay lên đỡ miệng cười hoan hỉ. Trái nè các bạn, trái nè, trái rất nhiều luôn. Trái này nó mọc trong thân cây ra nè các bạn, trong thân cây nó mọc ra nè, mọc ngay giữa thân cây luôn. Trái rất là nhiều. À các bạn, cây này xe ra rất là mát.